Huy Nhủ hôm nay sẽ hát một nhạc phẩm rất là hay, rất là trữ tình. Đó là nhạc phẩm Biển Cả. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Thank you. Tôi xin chào quý vị và chúc quý vị có một đêm sở hữu thật vui vẻ. Sau đây chúng tôi sẽ gửi đến quý vị nhạc phẩm Biển Cả, nhạc phần lời của Nguyễn Kim Tuấn. Xin anh chị và các bạn cùng lắng nghe. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.